chẳng bắt cá thế nào mà làm quần tăng đã rồi này. Mất tiền trả đấy. Tôi thật xin lỗi. Làm khoác áo choàng này mà. Châu nàng xinh hơn này. Chiếc áo choàng này trông rất là đẹp. Giờ lại còn kín nữa. Đây là làm từ chất gì vậy? Cái này có tên gọi là polymer, và tên riêng của nó là tơ tằm. Xin chào. Chào mừng em trở lại với khóa học 20 giờ tán đổi môn hóa. Và bài tiếp theo đó là bài polymer. Bài rất là tuyệt vời và nó cần kiến thức rất đơn giản, vô cùng đơn giản. Chúng ta có thể nắm chắc nó trong bài ngày hôm nay. Ở polymer thì chúng ta biết rằng là polymer là những hợp chất được tạo thành từ rất nhiều đơn vị nhỏ, nó kết hợp với nhau thành các loại polymer. Và người ta gọi đơn vị nhỏ gọi là mắt xích. Ví dụ như sau. Ví dụ như là anh này, CH2 như này, đúng không? Thì anh này chính là đơn vị trong nó là ethylene, và như vậy tên gọi nó sẽ là poly ethylene, đúng không? Y ngắn, polyethylene. Và cái mắt xích đây là CH2, đây là mắt xích của nó. Và ở đây với cái chỉ số N, cái N này gọi là số mắt xích hay gọi là hệ số polymer. Số mắt xích hay là hệ số polymer. Cái giá trị N này khá lớn, có thể là vài nghìn hoặc vài triệu tùy thuộc vào polymer. Và nó không đồng đều. Cho nên là nó có thể là N, N là số bất định. Có thể là trong cái hỗn hợp đấy có một số thằng là vài nghìn, có thằng là vài trăm nghìn chẳng hạn, ví dụ thế. Thì nó N là bất định, cho nên là nó được biết như này, nó không biết là dạng là 300 hay là 2000 hay là bao nhiêu mà là N, đúng không? N. Thì đây chính là cái nhìn chung nhất là polymer, rất đơn giản, có dạng như này là X ở trong hoặc ngoài và N ở ngoài. Và cái đơn vị được biết trong này chính là cái monomer. Đây là monomer. Monomer nó ứng với là CH2. Đó là monomer. Mono nghĩa là một, còn poly nghĩa là nhiều. Monomer nghĩa là một đơn vị, còn polymer là nhiều đơn vị. Đúng không? Đây là những khái niệm rất đơn giản và người ta kiểm tra được này. Người ta phải hỏi như sau: cho một lớn một chiếc này và tìm được cái N con này, tức là hệ số polymer. Hoặc là cho một lớn, người ta cho cái N này, tìm cái trong này. Đúng không? Thì rất đơn giản, lấy chia ra thôi, giống với tính một lớn thôi. Và polymer này có thể chia thành hai loại cơ bản, để ta nhớ là hai loại polymer cơ bản được tạo thành từ hai phương pháp tạo ra polymer cơ bản. Phương pháp đầu tiên là phương pháp trùng hợp. Đây, một đó là trùng hợp. Trùng hợp là cái phương pháp mà trong đó rất nhiều polymer kết hợp với nhau lại thành một rất nhiều monomer kết hợp với nhau thành polymer, đúng không? Và phân tử khối của nó đến vài trăm nghìn đến vài triệu tùy thuộc về N con đấy. Và chú ý là nó không tạo ra cái phân tử khác. Đó là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ. Đó là monomer, đúng không? Tạo thành cái phân tử lớn monomer. Thế thì cái monomer nào có khả năng trùng hợp được? Monomer nào có trùng hợp được? Thì nó có điều kiện như sau. Điều kiện của monomer. Nó có hai điều kiện, hai cái khả năng có thể trùng hợp được. Đó là thứ nhất là có liên kết đôi, liên kết bội, mà thực ra thường liên kết đôi thôi. Thứ hai là có vòng kém bền. Nó có liên kết bội hoặc là liên kết đôi hoặc là vòng kém bền.
đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ thuộc lòng khoảng độ là 13 cái polymer, 13 cái polymer mà chúng ta hay va chạm ở kiểu thuộc lòng nó xong. Đầu tiên, thầy biết ở dạng phản ứng luôn nhá. Đầu tiên này, đây là ok rồi. Một đó là polyethylene. Ethylene, tức là PE, polyethylene, đúng không? Cấu tạo như sau, phản ứng như sau này: CH2, N lần ra ngoài này, trùng hợp nhiệt độ, xúc tác, áp suất, cái này chung nhá, thành là CH2, N lần. Đấy, thì cái này là ethylene, đây là polyethylene. Đầu tiên rất đơn giản mà nó hỏi nhiều. Và ở đây monomer nó nối được gì nào? Nối đôi đúng không nào? Cái chất thứ hai, polypropylene, tức là PP. Thì nó cấu tạo như sau. Đó là CH2, CH và CH3 ở đây. Đây, polypropylene, N ở ngoài đây, bên trên nhá, nó có là thành là CH2, CH, CH3, N lần. Thứ ba, đó là Teflon. Teflon nó giống như anh polyethylene này, chỉ khác là thay cái H thành fluor thôi. Fluor, đó là CF2. Rồi CF2 N lần tạo thành là CF2 N lần. Được. Cái thứ tư đó là PVC, gọi là polyvinyl chloride, PVC, đúng không? Cấu tạo như sau: CH2, CH, đây là Cl, thành là CH2, CH, Cl, N ở đây đúng không nào? N. Các điều kiện trên mũi tên giống nhau nhé, thầy cứ viết lại nhé. Tiếp theo, thứ năm là thay cái Cn này thành N, TCL, cái kia là CN, cái thứ năm đó là cái tên gọi là tơ nitron hoặc ô lông, ô lông. Nó xuất phát từ anh như này, anh CH, 2CH, CN, anh này gọi là acrylonitrile. Acrylonitrile N lần đây sẽ biến thành là CH2CHCN ở đây. N lần. Đúng không? Cái giống này khác nhau N và CL và CN. Nếu mà đọc ngọng thì hay bị lẫn lộn. Cái số 6 đó là thay cái nhóm CN này thành C6H5, đó là polystyrene, người ta là PS. Phản ứng như sau: CH2 CH C6H5 N lần ngoài, anh là CH2 CH C6H5 N lần. Đây là styrene này, đây là polystyrene, đúng không?